Xin chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau vào buổi tối tại channel của Given. Như mọi người đã biết thì những mẫu laptop hiện tại của MSI đang được rất ưa chuộng trên thị trường. Vậy thì những cái điều gì đã tạo nên sự cuốn hút của game thủ đối với thương hiệu này? Phần đầu tiên chính là phần thiết kế. Thì những mẫu laptop gaming của MSI đều có thiết kế hầm hố theo tông đỏ đen thì đã quá quen thuộc với game thủ rồi. Thứ hai chính là những mẫu laptop này đều có hệ thống tản nhiệt được đánh giá rất cao. Và cuối cùng chính là những công nghệ và phần cứng đi kèm rất là mạnh mẽ và tạo nên thương hiệu của MSI Gaming. Ở thời điểm hiện tại thì laptop gaming của MSI có 5 dòng chính và hướng tới những phân khúc người dùng khác nhau. Đầu tiên chính là dòng GV, hay chúng ta còn gọi là giáo viên đấy. Thì tuy nó mang tên gọi là giáo viên nhưng hướng tới phân khúc chính là học sinh, sinh viên. Những phân khúc này thì các bạn có nhu cầu là chiến những game online nhẹ và phổ biến hiện nay như là LOL này, Dota hay là CSGO vân vân. Đối với cái dòng GV này thì sẽ hướng tới những anh em mà có khoản ngân sách là tương đối này. Nói là tương đối vậy thôi nhưng mà cũng ngang một anh iPhone X rồi. Và chúng ta sẽ có những cái nhu cầu như mình đã nói rồi, chơi game online nhẹ này, rồi làm việc phổ thông. Và mức giá của nó rơi vào khoảng tầm là dưới 25 triệu anh em. Tiếp theo chính là dòng GP. Đối với dòng này sẽ hướng tới những anh em mà thích các game online có đồ họa đẹp này và những game offline nặng. Tuy nhiên mức setting chỉ là mức trung bình thôi và cân đối phù hợp với khoản ngân sách của mình. Cũng khoảng đâu đó khoảng trên 25 triệu. Tiếp theo chính là dòng GE. Cái dòng này sẽ hướng tới mà những anh em mà cần những cái tựa game mà nặng này, đồ họa đẹp và thiết kế cũng ấn tượng luôn. Đấy, thì đây nó sử dụng một cấu hình rất là mạnh mẽ và tầm giá của nó thì có rất nhiều cấu hình khác nhau và nó sẽ hướng tới những đối tượng là cao cấp, mức giá khoảng là tầm dưới 50 triệu. Tiếp đến chính là dòng GS, một dòng vô cùng đặc biệt trong cái dòng laptop gaming của MSI. Nó có thiết kế phải gọi là chuẩn mực của những dòng laptop gaming hiện nay. Cho nên là mình để ở giữa đây. Con này có thể lập tới 180 độ anh em. Đây, một mẫu laptop của tương lai. Thì những cái laptop này sẽ hướng tới những cái đối tượng là ai? Đó chính là doanh nhân mà họ lại thích chơi game, hay chúng ta còn gọi là doanh nhân gamer. Nghe có vẻ sai sai một chút. Thì những cái đối tượng này sẽ thích cái việc công việc là hay di chuyển này, vừa có thể làm việc vừa có thể chơi game, và cũng cần một cấu hình mạnh mẽ để đủ chơi các game online hiện nay. Và với những cái cấu hình như này có rất nhiều mức giá khác nhau và rơi vào khoảng tầm dưới 50 triệu. Mà đặc biệt là cái phiên bản mà mình cầm trên tay mình đây, đó chính là phiên bản GS63, có mức giá khoảng tầm 28 triệu và sử dụng cấu hình là GTX 1050. Thì đây là bản khá là đặc biệt trong năm nay. Và tiếp theo mình sẽ qua cái phần cuối cùng, chính là cái phần mà xuất hiện trùng cuối, mà chúng ta hay gọi là bot đấy. Đó chính là cái dòng GT. Nó quá là nặng, quá là to và quá khủng khiếp. Cuối cùng chính là dòng GT, dòng laptop gaming cao cấp nhất của MSI. Đối với dòng này thì chúng ta không cần phải nói nhiều. Nó là trùng cuối cho nên là những công nghệ tân tiến nhất, những cấu hình khủng khiếp nhất sẽ được cho vào đây hết. Và đặc biệt thì mức giá của nó thì cũng nhẹ nhàng cành đào thôi, sẽ phù hợp với tất cả anh em học sinh, sinh viên. Đâu đó là 4-5 con iPhone X, rồi có hơn 100 củ bạc chứ mấy. Ngày xưa lúc mình còn thận, mua suốt. Vậy thì nhiều bạn sẽ thắc mắc với mình rằng những cái điều gì mà tạo nên sự chênh lệch và khác biệt của những cái dòng này với nhau. Thì mình sẽ đi sơ sơ cho anh em coi nhé. Thì đầu tiên chính là về thiết kế. Thì với dòng GV, nó sẽ thiết kế là vỏ bằng nhựa chứ không phải là kim loại như những cái dòng GS, GT, GE hay là GP. Thì đối với vỏ kim loại sẽ tạo chúng ta cảm giác là chắc chắn và bám mồ hôi cũng ít hơn. Và phần tiếp theo nữa chính là phần đèn LED. Thì đối với phần như là về dòng GV này, nó sẽ có phần LED là màu đỏ thôi chứ không phải là RGB như những cái dòng như là GP, GE, GS hay là GT. Đối với bàn phím này chúng ta có thể tùy chỉnh bằng phần mềm được. Và đặc biệt là bàn phím này 16 triệu màu. Đối với những dòng cao cấp nhất như là GT là sẽ có bàn phím cơ anh em. Vâng, một chiếc laptop bàn phím cơ nghe có vẻ là chất chơi người rơi đấy. Cái thứ ba nữa đó chính là công nghệ tản nhiệt. Một chiếc laptop gaming mà lại tản nhiệt không tốt thì đó thực sự đó chính là một thảm họa. Các bạn chơi liên tục hàng giờ, các bạn chơi game mà không có tản nhiệt tốt thì điều đó thực sự rất nguy hiểm. Nóng máy, cháy buji. Đầu tiên chính là hai thanh niên GV và GP, nó sẽ có hai hốc tản nhiệt, hai cánh quạt và 7 ống đồng. Còn đối với dòng GE thì nó sẽ cao cấp hơn hai thanh niên một chút, đó chính là hai quạt, 4 hốc tản nhiệt và 7 ống đồng thì sẽ cho hiệu suất tản nhiệt tốt hơn. Còn riêng đối với dòng GS trên tay mình đây, nó sử dụng công nghệ tản nhiệt độc quyền, đó chính là Coolerboost Trinity. Khác với GE chính là Coolerboost 5, GP, GV chính là Coolerboost 4. Thì đối với GS nó có 3 quạt tản nhiệt, tuy là mỏng hơn nhưng mà nhiều cánh quạt hơn, và 4 hốc tản nhiệt 7 ống đồng. Tuy là nó mỏng nhẹ vậy thôi nhưng mà thực sự là mỏng nhưng mà mát đấy anh em ạ. Đối với GT thì nó sẽ cho chúng ta một tiếng tản nhiệt vô cùng mạnh mẽ.
như những cái tiếng động cơ của Lamborghini hay là Ferrari. Và đặc biệt khuyến cáo anh em là khi sử dụng GT, chúng ta nên tránh xa các bạn nữ mà mặc váy ra. Không gì một khi nó đã thổi thôi, bay hết không còn một cái gì nữa. Và điều cuối cùng chính là về phần cấu hình, chắc chắn anh em rất quan tâm. Từ dòng GV cho đến GS đều được trang bị một con Cebu, đó chính là i7700HQ. Dòng GV sẽ có là 8GB RAM, card đồ họa sử dụng chính là 1050 hoặc là GTX 1050 Ti. Đối với dòng GP, GE, GS thì sẽ có một card đồ họa chính là GTX 1050 Ti cho đến GTX 1070. Và RAM là 16GB, kèm theo đó là một SSD 128GB cho đến 256GB, tùy cấu hình anh em. Và thêm một HDD nữa, đó chính là 1TB. Và tất cả những cái dòng này đều chứa 1 đến 2 slot RAM. Các bạn có thể nâng cấp thêm RAM hay là SSD tùy ý. Còn với thanh niên trùng cuối, đó chính là GT. Nó sẽ có một con CPU, đó chính là 7820HK. Con này có thể ép xuống anh em. Còn đối với những mà thanh niên mà cuối cùng ấy, tầm khoảng 122 triệu thì nó sẽ có một cấu hình, đó chính là một con CPU là 7920HQ. Và thêm đó là chạy hai con card GT 1080. Và đối với những bản GT thì sẽ có là một con card GT 1080 8GB, kèm theo đó là SSD 512GB. Nói chung là quá khủng khiếp thôi. Nghe qua cấu hình thì chúng ta cũng thôi đau hai quả thận quá. Nhìn qua cũng biết là anh này một tay cân hết cả bản đồ. Vừa rồi chính là bài so sánh nhanh của mình về những cái dòng laptop của MSI Gaming. Và với những cấu hình mạnh mẽ, thiết kế hầm hố đậm chất game thủ, kèm theo đó là chế độ bảo hành 2 năm của hãng, thì các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng những cái chiếc laptop đến từ thương hiệu này. Và hy vọng qua clip này thì sẽ giúp anh em có một sự lựa chọn hợp lý, phù hợp với kinh phí và nhu cầu của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.